Thưa quý vị, câu chuyện vòi rồng hút nước xuất hiện trên lòng hồ Trị An, huyện Định Quán đến nay vẫn là chủ đề nóng, được người dân nơi đây bàn tán xôn xao. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khiếp sợ khi chứng kiến sức tàn phá mà chiếc vòi rồng đi qua. Nói chung là ngày qua là cầm bè này thấy là hết hồn, rồi giờ gặp đi sợ lắm, rồi không lên bờ giờ chịu luôn chứ chạy bỏ bè luôn. Khi nó dâng rồi là buộc là có bè phải lặt, là buộc là phải chạy bỏ bè luôn. Nói từ nhỏ tới lớn năm nay 56 tuổi mà mới thấy cái chặng ngày qua. Tôi về đây năm 2007 mà bây giờ mới thấy được cái giờ gặp lớn rồi đó. Đi một cái là tàn phá hết người dân luôn. Bè hôm qua là đưa hết dàn bè lên bờ. Nó đi từ lúc mà kia vô mà tới cái bè em là nặng nhất. Thì bây giờ là thiệt hại cá của em trên gần tới 70 triệu đồng. Ngày hôm qua như là ông lóc, ông ruộng cho mạnh vô vậy nè. Là ở ngoài đó ông ruộng dài vô là cả ghe, cả xuồng là ông hút đi hết trơn luôn. Là ông đưa thẳng lên vậy nè, đầu ông gớt xuống lại. Rồi ông ruộng ra tới đây nè, ông ruộng tới mấy cái bè này xong nó ngang vừa tới đầu bè mình nó ngang. Ông đi mẻo qua bên vách bè. Rồi xong ông đi ra bè sao ông hút luôn cái bè sao ông đi qua luôn. Là những bè trước là thác hại này kia là thấy luôn, thấy ông cuộn lên hết luôn. Cả ghe dồn, ghe gì của người ta, cả bè luôn, ông đưa lên hết trơn luôn. Là phi nữa, phi đồ này kia dặn lên bờ này kia là mất tiêu của cải của người ta hết trơn luôn, không còn những gì hết. Nói chung cũng yếu rồi là chạy ra trước này là nó nhận cái bè lúc xuống luôn, chỉ ra ôm ngoài cái góc cột ngoài này, ngồi ngoài này đâu có dám đứng trong này đâu mà. Chỉ đu ngoài này có gì thì nhảy xong luôn. Trước đó vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9, tại khu vực suối đục lòng hồ Trị An thuộc tổ 13 ấp 5 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, xuất hiện một cơn lốc xoáy cực mạnh hút nước từ mặt hồ lên cao, tạo thành một cột nước khổng lồ. Vòi rồng xuất hiện và kéo dài khoảng 30 phút, hình thành một cột nước to và cao hàng ngàn mét, nối từ mặt nước lên đám mây lớn trên trời. Vòi rồng di chuyển vào gần bờ khiến một số lồng bè của người dân bị hư hỏng, lật úp. Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy không có thương vong về người, nhưng khiến một nhà bè bị nhấn chìm, một nhà bè bị tốc mái hoàn toàn, một ghe đánh cá bị cuốn mất, hai bè và hai dèo nuôi cá bị lật. Đây đã là lần thứ ba vòi rồng liên tiếp xuất hiện tại khu vực lòng hồ Trị An này, và đây là cơn lốc mạnh gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán đã trực tiếp đến thăm, động viên các hộ dân, đồng thời trợ cấp đột xuất cho 6 hộ, mỗi hộ 2 triệu đồng và 2 hộ, mỗi hộ 1 triệu đồng cùng một số phần quà.